huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận mức lương mới 1 tỷ đồng trên tháng. Liverpool quyết giành Koulibaly trước mũi MU và Juve. Paris Saint-Germain treo giá Neymar 300 triệu euro. Jorginho tính theo huấn luyện viên Sarri. Là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua. Bóng đá Việt Nam ngày 20 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận lương 1 tỷ đồng mỗi tháng. Nhiều khả năng, nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận mức lương gấp đôi khoảng 40.000 đô la Mỹ tới 50.000 đô la Mỹ mỗi tháng so với thời điểm ông mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam. Mức lương hiện tại của huấn luyện viên Park Hang-seo vào khoảng hơn 20.000 đô la Mỹ xẹt một tháng, gần 500 triệu đồng. Với những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng hưởng mức lương từ 40.000 đô la Mỹ tới 50.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Nếu điều trên trở thành sự thật thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là huấn luyện viên hưởng lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Những huấn luyện viên ngoại của bóng đá Việt Nam như Faloco gớt hưởng lương khoảng 22.000 USD xẹt tháng, huấn luyện viên Henrik Kalisto là 25.000 USD xẹt tháng. Hà Nội FC phải chia quân để trở về Việt Nam, đến Manila sau 8 tiếng delay. Câu lạc bộ Hà Nội không thể bắt kịp chuyến bay duy nhất từ Philippines về Hà Nội. Trước thực tế đó, ban lãnh đạo đội bóng đã sắp xếp để một số cầu thủ được trở về trước bằng cách bay qua Bangkok rồi quá cảnh về Việt Nam. Những cầu thủ sẽ về trước trong chuyến bay này gồm có Văn Công, Văn Kiên, Đỗ Duy Mạnh, Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Oma, Thành Lương. Ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ còn lại của Hà Nội FC hiện vẫn chưa có lịch bay chính thức để về nước. Trước đó, mệt mỏi với hành trình di chuyển dài, trên trang Facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã quay lại video cảnh các cầu thủ Hà Nội FC vẫn đang ngồi đợi chuyến bay ở sân bay Bacolod cùng dòng trạng thái, không thấy ngày về. Tiến Linh ghi bàn để đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện Bình Dương. Ở trận đấu với PSM Makassar, Tiến Linh đã trở thành người hùng của Bình Dương khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 80, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thanh Sơn có được lợi thế trước trận lượt về bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Chia sẻ về bàn thắng của mình, Tiến Linh nói, tôi chấn thương khoảng nửa đầu mùa giải và chỉ mới bước đầu có sự hồi phục nhất định. Khi trở lại thi đấu, tôi được các thầy trong ban huấn luyện tin tưởng và tạo cơ hội được ra sân. Bản thân tôi muốn đáp lại điều gì đó với mọi người. Tôi nghĩ bàn thắng có ý nghĩa quan trọng cho câu lạc bộ Bình Dương và giúp ích cho đội bóng rất nhiều ở trận đấu lượt về. Trong khi đó, huấn luyện viên Thanh Sơn cho rằng PSM Makassar là đội bóng yếu và Bình Dương không hề ngán ngại đại diện của Indonesia. Công Phượng sẽ làm việc huấn luyện viên từng là đồng đội của huyền thoại MU, câu lạc bộ Clermont Foot. Câu lạc bộ mà Công Phượng sắp sang Pháp thử việc sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng là ông Pascal Gastien mang quốc tịch Pháp. Huấn luyện viên Pascal Gastien từng có thời gian khoác áo câu lạc bộ Marseille ở giải vô địch quốc gia Pháp, làm đồng đội của cựu danh thủ Eric Cantona trong mùa giải 1988-05-1989. Trước đó, câu lạc bộ đang tham dự League 2 xác nhận Công Phượng sẽ thử việc ở Clermont Foot. Đội bóng đã có bề dày hoạt động gần 110 năm thuộc tỉnh Clermont-Ferrand, miền trung nước Pháp. Mùa giải 2018-05-2019, Clermont Foot cán đích ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng League 2. Đến với các tin tức chuyển nhượng quốc tế, Liverpool vừa trở thành đối thủ của MU và Juventus trong cuộc chiến giành trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. Theo BLD Napoli, cầu thủ 27 tuổi này có giá không dưới 107 triệu bảng. Ban lãnh đạo Everton mới đây đã đồng ý trả Barcelona 22 triệu bảng để mua đứt tiền vệ Undergaard Gomes. Mùa trước Gomes đá 27 trận ở giải ngoại hạng Anh khi thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn. Atletico Madrid sắp hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo Joao Felix của Benfica. Theo tờ Marca, thương vụ này tiêu tốn của Atletico 120 triệu euro.
Inter Milan vừa mua đức tiền vệ Matteo Politano của Sassuolo với mức phí không được tiết lộ. Cầu thủ 25 tuổi này đã có 3 lần khoác áo DT Italia và ghi được một bàn. Trong nỗ lực nhằm ngăn tiền đạo Neymar thay đổi câu lạc bộ ngay hè này, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain mới đây đã treo giá bán chân sút người Brazil ở mức cao ngất ngưỡng. Theo tờ Le Parisien, đại diện thủ đô nước Pháp chỉ chấp nhận chuyển nhượng Neymar cho đối tác nào chịu trả họ 300 triệu euro. Ban lãnh đạo Milan đang thuyết phục các đối tác phía Real Madrid nhượng lại cho họ tiền vệ Gianni Ceballos. Ngoài Ceballos, một cầu thủ khác của Real là Marcos Llorente cũng được Milan quan tâm đặc biệt. Trang Calcio Mercato tiết lộ, tiền vệ Adrian Rabiot sắp rời Paris Saint-Germain để đầu quân cho Juventus kèm 7 triệu euro tiền lót tay do anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào ngày 1 tháng 7 tới. Tuy bị thất sủng ở PSG, song Rabiot vẫn là mục tiêu theo đuổi của cả Juventus, MU và Barca. Valencia đang thương thảo với Barca về khả năng chuyển nhượng tiền vệ Rafinha. Cầu thủ này còn một năm hợp đồng với Barca. Anh từng đá cho Celta Vigo và Inter theo dạng cho mượn. Sau khi để trung vệ Max Hummels trở lại Dortmund, ban lãnh đạo Bayern Munich đã hướng sự chú ý tới chốt chặn Ozan Kabak của Stuttgart. Để có được Kabak, hùng sám dự định sẽ chi ra 15 triệu euro. Tiền vệ Jorginho của Chelsea đang cân nhắc khả năng theo chân huấn luyện viên Maurizio Sarri sang Juventus. Hồi huấn luyện viên Sarri rời Napoli tới Chelsea, ông cũng mang cầu thủ này cùng đến với sân Stamford Bridge.